tận được. Tận được từ sáng đến trưa. Lúc này là 3 giờ rưỡi chiều. Đó, bắt đầu trời bắt đầu mưa. Đó, bà con dừng lại trên đường mặc áo mưa. Dạ, bên con sông Đông Ba. Yên vui xin chào tất cả mọi người. Dạ. Chiều nay tiếp tục thăm Huế. Với khí hậu mưa lạnh. Dạ. À, bên bên sông chưa Diệu Đế còn mấy chiếc thuyền đâu luôn lâm lệ. Mưa chưa lớn nhưng mà gọi là mưa đã đổ. Dạ. Hôm nay cũng là ngày đầu tuần. Dạ. Ta đang bên con sông Đông Ba. Và chắc là đi thăm Huế về những cái tuyến đường bên bên sông là mọi người nhé. Sông mặt nước mưa lớn dâng đó mọi người. Mưa lớn mưa lớn có đôi gánh hàng rong. Nhiệt độ thành phố Huế thì 21 độ C lạnh. Yeah. Từ 19 đến 23 độ C thôi. Thời tiết lạnh mọi người. Yeah. Bên những cái gánh hàng rong thoáng thoảng những cái lời nói của mấy gì nói cười dòng Huế nghe cũng rất là thú vị. Dạ. Yeah. Táo nói rồi mà Mỹ không nghe. Đường Đào Duy Từ. Đào Duy Từ cũng rất là ngắn, nổi từ Huỳnh Thúc Kháng qua đây là ngang qua khu vực cầu Đông Ba rồi ở ngay cửa Đông Ba giao nhau về đường Mai Thúc Loan mọi người. Và yeah, đường Đào Duy Từ. Đó, mưa cái là bắt đầu nó hối hả, bà con đi trên đường là cũng lùm xùm với những cái chiếc áo mưa. Người hối hả đi và về. À, chúng ta vào Đông Ba nội thành thăm bà con. Yeah. Chiều tối bún bò Huế. Nhiệt lệ chiều nay
gần hàng chợ, nơi nào đông người là hàng quán quá trời lắm. Bún mắm nêm, bèo nằm lọc, chợ xét phường Thuận Lộc. Chiều nay cũng vẫn đang họp chợ vẫn đóng ấy. Hàng quán bún bánh, chiều thì có món ăn chiều, sáng thì có món ăn sáng. Đường này bắt đầu có thể tới đây người ta sẽ làm, mọi người thấy một cái đường sẽ cắt giữa đường đó, cắt đường này là làm hệ thống thoát nước đấy. Và nay mai khu vực đường này cũng lâm lê lâm đồ lại đây, mất thời gian một vài tháng đó, đồ cũng đưa về đó. Là một tuyến đường phải vài tháng trời vất vả đi lại, nhưng mà đến khi hoàn thiện rồi thì sạch đẹp và công trình mà làm thì phải chấp nhận ngổn ngang rồi thời gian. Hàng quán chiều này, quán nhậu là phố nhậu đó, phố nhậu chiều nay. Mùa đông như mùa hè, chiều là nhớ chiều dấm di vài ly về bàn ba rồi, rồi ăn uống và nhu cầu. Bây giờ nhu cầu ăn uống rất là cao tại nói chung mọi nơi, rồi mới phát triển được. Hàng quán nhiều thì đời sống bà con nó cao lên. Dạ. Rồi chúng ta vào thăm hồ Tình Tâm đi, lâu lắm nó ghé Tình Tâm thăm bà con bên đi. Bước trên phố Huế, mưa về hoàn thành. gió lạnh mọi người, và những nơi đi những nơi trồng trại thì gió rất là mạnh luôn. Gió mạnh cũng giống như độ ẩm rất là cao cho nên là lạnh nha. Đấy, hồ Tình Tâm, đường Đinh Tiên Hoàng. Chiều hay là bây giờ trong ngày em quay đi ngang thấy hình như hai bên bờ hồ Tình Tâm người ta đi câu cá rất là đông. Bây giờ cũng là những cái nhu cầu giải trí, trong đó có cái món này, câu cá thư giãn. Đây, trong đây có cái biển trường đại học nghệ thuật nằm trong đường đây, như đường Lê Văn Hưu. Hồ Tình Tâm hai bên đường trong những cái bụi trẻ cành giảo, mùa hè nhìn rất là đẹp. Đây đang được tháo gỡ ra những cái vai này làm lại này, đang được đóng lại tre làm trâu mới để chấp kịp vào dịp Tết bà con đi vui chơi selfie chụp hình. Câu cá đông chưa. Như vậy là những cái ngày lụt đi qua thì những cái hồ, đặc biệt là hồ Tình Tâm thì sen cũng không còn nữa. Bây giờ đang trồng mới, có những cổng khu vực trồng sen, cổng câu cá. Hy vọng đầu năm sen mới có hoa, mùa nước lên nó làm hư hại hết rồi. Thì vài hình ảnh chiều nay như vậy, sự về thời tiết đang mưa, em vui đưa bà con đi
thăm Huế một chiều và đầu tuần để biết thêm tình hình đời sống bà con, quang cảnh trên đường Huế. Dạ, hy vọng mọi người thấy thú vị, xem video của em vui nha. Hồ người ta mới vệ sinh kéo những cái lớp bèo của bên trong sạch sẽ đó. Dạ. Rồi, cho em vui tạm dừng video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Khi xem mọi người đừng quên chia sẻ, nhấn like, như đăng ký kênh để ủng hộ. Dạ. Có những cái hoàn cảnh trên đường thì em vui sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Dạ, như thế này. Dạ rồi, em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.